Hi, my name is Trường, or you can call me Schooling. And if you are looking for a person who is determined, who always believe that ordinary people can do extraordinary things, please come to me. Thank you. Không biết là bạn có bí kíp nào học tiếng Anh mà bạn nói tiếng Anh rất là trơn tru, rất là mạch lạc, bạn có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Em nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ nó gắn liền rất nhiều với cuộc sống của mình. Khi gặp một cái từ mới tiếng Anh, em thường viết cái từ đó ra một tờ giấy và em sẽ dán xung quanh nhà em để khi nào mình đi qua mình có thể nhớ được và mình có thể học thuộc cái từ mới đó. Trường có biết không, trong chương trình ngày hôm nay còn có một thí sinh nữa cũng rất là giỏi tiếng Anh đấy, đó chính là Thái An. Hay là Thái An với Đình Trường thử giao lưu tiếng Anh với nhau nhỉ, tạo một cái môi trường luôn. Do you think chị Khánh Vy is beautiful? Do you think chị Khánh Vy is beautiful? Yeah. She definitely the most beautiful MC I have ever met. Thank you. Thái An có chia sẻ rằng là các thầy cô thường gọi bạn là ông cụ non. Yeah. Vì sao lại thế ạ? Trong quá trình học tập và quản lý các hoạt động của lớp thì em lại có phần hơi nghiêm túc quá nên thường thường các thầy cô và các bạn cũng gọi em là ông cụ non hoặc là cán bộ lão thành. Cán bộ lão thành. Và thầy Thái An của chúng ta là một lớp trưởng. Bạn có bao giờ soi các cái lỗi sai của các bạn thì có không? Có nhiều. Có. Thường làm các lỗi trong các bài tập các bạn nào? Thế là tìm được một người cùng sở thích rồi. Thì xin trân trọng giới thiệu với Thái An, ngay bên cạnh bạn là Trọng Bảo, chuyên gia soi lỗi của các bạn. Vì sao lại thế ạ? Thì chủ yếu là em chỉ soi lỗi ở các bài báo cáo, các bài thuyết trình của các bạn thôi, để giúp cho các bạn hoàn thiện hơn cũng như là chuẩn xác hơn. Tức là giúp cho các bạn tốt hơn chứ không phải là soi giống kiểu sâu tính đâu, đúng không? Dạ đúng. Ngoài ra thì Trọng Bảo còn có khả năng hát nữa. Bây giờ rất vui khi mà Trọng Bảo tặng các bạn một bài hát. Đến với chương trình ngày hôm nay, em xin gửi một đoạn đầu của ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa của nhạc sĩ Thanh Sơn. Chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mộc qua Mỹ Tho, xưa về Gò Công Tiền Giang, ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Hai anh chị MC định soi nhưng mà hát hay vì tình cảm quá, không có gì để soi được cả. Cảm ơn Bảo nhiều nhá. Bảo là một người có thành tích học toán rất giỏi và một điểm chung của Công Nguyên đó là Công Nguyên cũng rất thích học toán và học toán rất siêu luôn. Bạn Công Nguyên thì là người được quán quân Olympia trường 9,9 điểm tổng kết toán, và bạn có bí kíp học toán như thế nào? Hãy chia sẻ đi ạ. Em có hai sở thích thi mùa ra xem Olympia mà. Khi mà xem nhiều quá mà em kiểu muốn làm việc khác thêm xe rồi biết tập toán ra. Thì tự nhiên nó rồi. Đúng là những người học toán hỏi cái gì là trả lời đúng trọng tâm. Rất là mạch lạc, rõ ràng, ngắn gọn. Và trước khi các bạn thí sinh của chúng ta đến với phần thi đầu tiên, hãy thể hiện cho quý vị khán giả thấy các bạn đang sẵn sàng như thế nào trước khi nhập cuộc ạ. 2, 3 Yo. Hả? Cái động tác này là như thế nào ạ? Là khi để tuần 1 tháng thứ 3 thì bọn em sẽ 1, 2, 3. Nói chung là các bạn là hô 1, 2, 3 Jo đúng không? Dạ. Còn nếu như mà dịch cái đấy ra tiếng miền Bắc ấy thì sẽ là 1, 2, 3 chúng ta cùng vào trận.